Quan đâu có bắt tội hến ở đâu, quan che chở cho hến hết lòng.
đâu, có chi đâu mà quan bắt tội nè. Nhưng mà dù sao cũng có nhiều tay mắt quan, làm sao mà một mình mà nở chia được cho hết đây. Hơn nữa nghe người ta có lấy bằng chứng hẳn hồi, coi khó lòng mà quan anh tròn quả kéo lại. Thôi thì hên cứ để đo cho quan lo, quan anh sẽ không để hên thiệt thòi khó xử. Quan anh sẽ bắt bỏ đi tờ đơn tố cáo, và quan anh nói rằng Lý Trường nàng ở bên dù không dù hình. Được chưa, giờ ý chưa, hỡi người đẹp của lòng anh? Em đừng có buồn, đừng lo sợ làm chi nữa. Từ nay có gì quan anh sẽ kề cận để giúp cho nàng những lúc nguy nan. Chuyện của em tuy chưa có tỏ rõ, thấy em cô đơn giá bụa mà quan anh nghĩ thương tình này. Từ nay hãy lui tới để hầu cho quan nha. Thì không có ai mà còn du quan giá giả nữa. Chị đâu hơn, thôi 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 hến nè, bây giờ em về đó ha,
cái tối nay cái này em chuẩn bị gà rượu đồ nhậu, Quang Anh tới nha, nhớ nha. Thôi Quang về nha hến, Quang về nha hến.